tiền chỉ giữ tâm giữ luật, đoạn tiền, đoạn tình, đoạn sát sinh, ăn chay niệm Phật, nhiếp tâm tịnh, đạt được cái lý thông thiên văn. Gọi là linh bất linh thay ngã, thì mình nghĩ nó hơi kỳ thì nó kỳ, mình nghĩ bình thường nó bình thường. Cái lôi xong thấy nó giống rồi con gì nó mình mới vẽ con đó được, không giống mình đâu có vẽ được. Ví dụ trên này làm sao mình vẽ được con cá, thì nó là con cá, mình phải vẽ con cá thôi. Nếu mình vẽ con cá nó đâu có được. Thành ra bắt buộc mình phải vẽ giống vậy luôn. Chú ba ở cái này chắc cũng lâu rồi chú ba ha. 12 năm. 12 năm rồi đó. Gần 3 nhiệm kỳ rồi. Nhưng mà theo con thấy là chú mới về là chú trình những cái tảng đá này chú đã có cái mương tượng ra, hay là sau này chú mới mới mương tượng mới suy nghĩ ra? Nó có cái ấn tượng trước rồi. Khi mà lại đi lại tới luôn tôi luôn nhìn thấy sao nó giống cái hình của con này quá. Mà con không tin nữa. Cũng như mình nghĩ con mắt của mình không có bảo đảm lắm. Ồ, chú ba chỉ có gặp bắt âm dương chú nhìn thấy nó ra. Nhiều lần như vậy mình mới thấy thì nó là con này. Bắt đầu mình giả thử mà cũng không tin nữa, không phải nó không thì vẽ ra thì nó giống con đó thì mình thấy, vậy là đúng rồi, nó đó. Do tự mà chú ba tưởng tượng ha. Có bôi xó gì không chú, hay là vẽ cái nó liền vẽ ngay luôn, gì luôn? Vẽ luôn. Có cái điểm sẵn như cũng như con cá có mú đó thì mình chỉ vẽ cái miệng với cái gì của nó thôi. Có mú ha. Đó, có mú đó, cục đá bự giống có mú tròn tròn đó. Tí xíu đó thì con sẽ lên quay lại từng cục đá mà chú đã kỳ công vẽ cho bà con xem. Nhưng mà ở đây con ngồi con nhìn lên á, một điều đặc biệt ấn tượng vô con mắt con là hình một con ma trắng giờ. Kìa, thứ ở trên kia kìa, phải không chú ba? Đó, Tề Thiên á. Tề Thiên hả? Con vẽ cái đó Tề Thiên, còn sau lưng nó là Thạch Hầu. Gọi là Bạch Hầu chứ đâu còn là Thạch Hầu đó. Bạch Hầu, nó đi nó trắng giờ. Còn là vậy đó, Tề Thiên á. Tề Thiên mới... Không phải Tề Thiên mà ông vẽ ông khỉ, cũng như là ông nói như Tề Thiên mới ra đời. À, trắng. Giống dượng quá. Gì đó. Trắng. Thì cục đá sao mình vẽ y vậy thôi. Ngay cả tô màu là chú cũng mương tượng ra rồi chú tô màu luôn. Thì ở đây nó đâu có màu gì đâu, màu trắng với màu vàng không. Chú ba cho con hỏi, chú ba cái vẽ cái đơn thuần thì nó không nói rồi, nhưng mà ý con muốn này chú ba chủ động tâm linh gì đó không mà để thúc đẩy chú ba vẽ được như vậy mà giống y như cái con mà trong cái tảng đá, cái hình tảng đá luôn chú ba. Cái đó là cũng như mình nhiều ngày đó nhìn tới nhìn lui, đi tới lui mà nhìn thấy sao nó giống con này luôn. Mà cũng chưa dám vẽ đâu, mình vẽ sợ nó giống con khác. Sao nhiều ngày thì mình thấy tới lui nó giống y vậy thì mình vẽ thử một con thử coi thì nó giống vậy. Dạ. Mình cũng mừng, mình nghĩ là tốt rồi. Đây mấy đứa học sinh nó lên này nó ví dụ mình vẽ ăn cọp nó nói con này giống con chó quá mà mình thua luôn. Cái con ngộ rồi hay đẹp ha. Nhưng mà chắc mình cũng có cái tâm linh gì đó mình mới vẽ được giống vậy ha. Mình thấy nó giống vậy, vẽ đại vậy đó. Cũng như cô hỏi cô đến đây rồi cô thấy thờ dưới cái cảnh như thế này rồi trong cái tâm tư cô nghĩ như thế nào? À, cô ba hỏi con hả? Dạ. À, con nãy giờ con chưa lên tham quan, con mới ngồi chúc có một cái lên, góc sân này, con nhìn lên thôi. Dạ. Thì theo cái góc sân này con nhìn lên nó thấy cái quang cảnh mà cô ba chú, cô chú trang trí á thì nó giống như một cái khu vườn tao ngộ, cái khu vườn gọi là. Nhưng mà nó có một phần tâm linh. Đó, nhưng mà cái mà người ta nhìn vô á là làm cho người ta cái tư tưởng và cái con mắt nhìn vô nó mát mẻ dễ chịu. Đúng rồi. Cảm giác nó thoải mái dễ chịu. Nó sắc sảo sạch sẽ. Đó, làm cho người ta muốn tới và khám phá. Như là không. Cảm giác nó yên bình lắm. Có nghĩa là cũng như là mình nhìn cũng như là mình có một cái niềm vui phải không? Dạ. Yeah. Cũng như là thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm chứ nó không phải là sợ hay là nó không phải là nó quá u buồn. Kiểu như thoải mái, đầu óc thoải mái. Dạ thì chú ba hãy mời cho con hỏi cái này nha. Thì giống như cái cơ duyên như thế nào mà hai ông bà chọn cái địa điểm đắc ở trên cái hòn me này để mà ở cư ngụ ở đây á chú ba? Khi mà đó là ngay thì tôi lên này tôi mở phòng thuốc. Dạ. Phòng thuốc nam đó, lúc đó là năm đầu tiên đó là 5 năm. Dạ. Là cho phòng thuốc nam đó mới dễ hơn bản phòng thuốc nam. Dạ. Để chỗ cục đá đó. Dạ. Đó.
bắt đầu làm tiếp nữa. Thì năm thứ hai, tức là nhiệm kỳ thứ hai là 10 năm là người ta không còn đem đến thuốc men cho mình chặt phơi nữa. Dạ. Yeah. Mất tận tâm luôn, mà làm cũng không nổi nữa. Yeah. Thì nếu thường nói chú ba thì con thấy những mở phòng thuốc nam là thường con thấy mở ở dưới đồng bằng là thường. Chứ ít có khi nào mà mở ở cái chân núi giống vậy. Ở đây thì nó dễ, thuốc đem lại nó gần. À, là trên núi xuống đem xuống nó gần hơn ha. Ở đây trên này đem xuống nó gần hơn. Dạ. Yeah. Rồi đó thuốc cho này nhiều lắm. Thì nếu mà cái hồi xưa là mình ở đâu mà mình là khi mà mình chọn cái ở đây là mình về chú ba với ba. Ừ, ở Thạch Giá. Thạch Giá ha. Do cái phần cơ duyên như thế nào đó không bà tôi được. Tôi mới hút thuốc ở dưới cái gì Mương Kinh ở đây chỗ mà thông nó gì. Cái cơ duyên nó cũng đưa đẩy tôi. Dạ đúng. Bắt đầu mình mới lên trên này. Dạ. Hút thuốc ở trên này. Thì mình ở đây mình có cái gọi là cái gì đó mình mới chọn cái nơi đây hay sao chú ba? Thôi thì không có gì hết. Là cái đất của người ta. Dạ. Lên chỉ hợp đồng mình mướn nữa. Dạ. Tức là một nhiệm kỳ là 5 năm. Dạ. Rồi ở đây là 3 nhiệm kỳ tức là 12 năm. Dạ. Thì mình có hốt thuốc nào không hay là có làm sao? Qua hốt thuốc nào không? Bây giờ làm hết nổi rồi. Nếu cái đó hốt hồi xưa là chú ba hốt theo cái kiểu thuốc là gì, cái bệnh gì hay chú ba? Nó nhiều bệnh lắm, thí dụ đa số là sóng gió. Cái gió vô nó làm cho con người của mình nó thế này thế kia đủ thứ kiểu hết á, tức là không được tự nhiên như bình thường. Dạ. Sóng gió mà là như là nó đau nhức mỏi là như đó. Dạ. Thì bắt đầu mình mới hốt thuốc là khi đau đau chân, đau lưng, đau tay nữa là bình thường. Nhức mỏi đâu ha? Nhức mỏi. Cái gọi là không độc. Dạ. Tức là trúng gió mà mình không trị thì nó sẽ ra những cái loại độc lâu ngày đó hả chú ba? Lâu ngày nó sinh ra rồi. Dạ. Tại những cái hình ảnh này là chú ba có mơ thấy không chú ba? Chú ba vẽ được những hình ảnh này nè. Cái này là không có mơ. Khi mình đi tới lui hàng ngày này mà thấy mấy cục đá nó rong, nó dơ quá. Không có rồi mình đứng lại mà nó. Nhiều ngày vậy mình mới thấy nó giống con này, hình như nó giống con kia vậy. Mình mới không dám vẽ nữa vì mình không phải võ sĩ đâu có biết vẽ. Bắt đầu mình vẽ thử một con sao thấy cũng coi được. Với mấy đứa học sinh nó lên chơi đó mình hỏi nó con này có gì thì cháu. Yeah. Nó này con này y vậy, nó nói mình đi vô mình hỏi nó ăn cọp, nó ăn cọp thì cũng mừng. Như vẽ sư tử đó, hỏi con này con gì cháu, nó nói con sư tử. Yeah. Mình cũng mừng là nó giống. Yeah. Sợ nó con chó con mèo. Yeah. Vậy là trong một bức tranh như là chú ba vẽ bao lâu? Hình như là có một buổi hay là hai buổi về một buổi, đúng là một buổi. Nó làm như là cái tay mình làm lia chia cho không nghỉ. Ừ. Cho nó hoàn thành thôi vậy. Chứ mình để là bữa sau mình cũng không biết vẽ làm sao. Dạ. Nhưng thật là lạ là chú ba chia sẻ là chú ba không biết vẽ. Không, không yeah. biết gì hết. Mình đâu phải họa sĩ. Nhưng mà nhìn vô mình thấy nó giống cái con đó, mình vẽ liền. Mình mường tượng ra là làm liền hay không? Làm liền chứ còn để lâu không biết vẽ nữa. Thì con thấy khu vườn của chú ba ở đây thì rất là đặc biệt luôn ha. Có những hình rắn, rùa, sư tử. Con kia đủ thứ con. Rồi nói chung Phật, rồi thánh tiên đủ thôi, đầy đủ các cung các cõi luôn ha chú ba. Đúng rồi, bên kia thì cung tiên, cung Phật. Nhưng mà con thấy là cái khu vườn của chú ba ở đây là rất là đặc biệt hơn các chỗ luôn á. Cái này người ta gọi là linh bất linh thẹn ngã, thì mình nghĩ nó hơi kỳ thì nó kỳ mình nghĩ bình thường. Dạ. Nó bình thường. Dạ. Là nếu vậy thì hai ông bà đang không, mình cũng có cái pháp tu hay chú ba, mình đang tu pháp môn nào hay chú ba? Thôi thì tu tiên vẫn niệm Phật. À, thiền cái bài thơ tu tiên. À. Tu tiên chỉ giữ tâm giới luật, đoạn tiền đoạn tình đoạn sắc sinh. Dạ. Ăn chay niệm Phật nhiếp tâm tịnh đạt được địa lý thông thiên văn. Là cái pháp tu của mình là thiền hay sao chú ba? Không phải, mình niệm Phật. Tu tiên, tiên nhưng mà niệm Phật. Là vô đó. Mà có lỡ rớt Phật thì xuống tiên. Dạ. Yeah. Lúc nãy anh em con vừa ghé thì chú ba cũng chia sẻ một câu con nghe rất là lạ luôn. Là chú ba nói là chú ba tự nhận mình là người điên, người khùng. Tự nhiên cái người dễ vậy thôi. Đâu có phải họa sĩ đâu biết. Là vì sao mà mình nhận là mình người điên, người khùng chú ba? Thì mình làm cái chuyện này nó hơi kỳ kỳ, bình thường ta đâu có làm. Yeah. Vừa tốn tiền vừa tốn công đó. Mà đất thì đất của người ta. Mà tại sao lại mướn như thế này, mà lại vẽ những cái hình như thế này, giống như đó là một cái căn duyên á. Thì cái này mình cũng không biết nữa. Thấy nó giống con gì mình vẽ con ấy.
cho mình không có ý nghĩa gì hết. Chứ mình đâu có biết, không phải họa sĩ bây giờ mình mướn người ta vẽ tiền không, tiền đâu mà mướn. Giống như là mướn đất mà lại tạo chùa. Thôi đó, cái này nó mấy cục đá thôi, ở đây là hoàn toàn đá không, từ bụi tre đắng hay đi lại thuốc bên kia cục đá. Là tổng số hình ở đây là chú ba vẽ được khoảng bao nhiêu hình hay chú ba có nhớ không? Không. Nhiều quá ha. Thì nói chung thì cái anh em tụi kỳ hỏi chú ba một xíu, anh đi lên quay những cái cục đá, cái hình để cho cô bác anh chị tham khảo luôn ha. Chú tự nhiên là đừng có cảnh quá đẹp luôn nè. Từ cánh tiên sao chú ba? Hả? Từ cánh tiên hay sao? Sao? Từ cánh tiên á. Cánh tiên bên kia. Không, thuốc em từ thiện để là Văn Ngọc. Ở đây gọi là địa chỉ gì vậy chú ba? Hả? Ở đây là ở đây là Hồng Me. Vạn Ngọc hay là Văn Ngọc chú ba? Vạn Ngọc. Vạn Ngọc. Vạn Ngọc là sao chú ba? Là cái tên của tôi đó. À, tên của chú ba ha. Còn Thúc Nam Vạn Ngọc rồi chú ba. Tại vì con coi cái clip trên mấy bạn kia cũng có quay đó chú ba, có hỏi con, có hỏi chỗ này. Thì thấy chụp hình thấy cũng cũng khá là đẹp. Không được đó em, con hỏi cái em kia. Em kia nói đây là điện mặt trăng mặt trời gì đó. Thì cái mặt trời. Ở đây là điện mặt trời. Điện mặt trăng bên học đất. Ở đây là điện mặt trời. Ở đây là mặt trời. Là điện mặt trời, bởi vì mặt trời chiếu ngay cục đá cho nên đó, tôi cắt cái cốc cho nên đó. Chiếu ngay trăng luôn vậy. Trong cục đá này có cái hình gì lạ quá lắm. Nó cắt cái cốc cho nè. Giờ gọi là điện mặt trời. Mặt trời chiếu ngay trăng. Dắt con lên trên tham quan thử lên chú. Tự nhiên đi được hay. Đi tự nhiên nó hay hơn. Dạ tự nhiên nha. Ừ, đi tự nhiên. Điện mặt trời là có nghĩa là ông mặt trời chiếu ngay trăng luôn. Cái cục đá. Cục đá lên luôn. Và cái cục đá nó dạ ra. Hay là sao chú? Chiếu ngay cục đá gọi là mặt trời. Ờ, chiếu ngay cục đá nên là chú bà. Cái chân nó đang bắt đầu tôi mới cắt cái cốc y vậy nè. Trên nó nhỏ nhỏ lắm. Rồi bây giờ anh em mình có thể đi dài lên quay phim. Tự nhiên chỗ nào có đường đi thì cứ đi tới vậy. Qua bên kia luôn. Đi đi ra qua hình ba ông tiên. Dạ. Ở trên đá. Hình ba ông tiên trên đá luôn. Dạ giờ nó cũng hơi mờ mờ. Nếu mà chú ba nói mà chị bệnh về sốt thì là ở trên đây là rừng núi thì sốt rét rừng nhiều. Đúng rồi. Sốt rét rừng đó là khó ai chị được lắm đó nha. Nếu mà dính vô cái đó là chú ba có thể hốt thuốc rồi người ta về đủ nó hết hả chú ba? Cũng có người hết người không. Ví dụ vậy, có người hết mình nói hết thì là hoàn toàn mình nói dốc. Chỉ người ta bệnh khác. Nhưng mà người ta khai bệnh khác thì phải hốt theo cái bệnh người ta khai. Chú ba năm nay, chú ba tháng 3 năm nay nhiêu rồi chú ba? Nhiêu tôi 78 rồi, ấp dầu. Chết nhiêu rồi? Cô năm nay 53. 53. Tuổi vậy là mình có mấy người con ha cô với chú? Cô thì không có con. À, hai ông bà không có con ha. Ông này có con, hai đứa mà ở xa cậu. Bà này là cô bà thì sao? Dạ. Bà là phái núi gọi là. Viên viên sao ha. Về đây mát mẻ. Nó nôm na tôi ở đây cũng không có gì hết. Đắp cái cũng của ta, cái gì cũng của anh ta. Dạ. Người cái hàng ngày là nguồn thu nhập của mình là từ đâu chú ba? Con tôi nó gửi cho. À, con chú ba gửi cho. Nó ủng hộ mình sống qua ngày, bi mình ăn chay mà. Dạ. Ngày hai bữa cơm chay, niệm Phật lấy ra vậy thôi. Sống qua ngày. Sống qua ngày. Con thấy cô với chú ba với bà nói là tầm đạo hay quá tầy. Chứ còn đơn giả thì không có đâu cô. Dạ. Mình sống ở trên đây là mình sống ý thức được. Nói chung là sống qua ngày, sống đời hơn nhau là có chỗ nghèo. Giác như mê. Mình sống nghèo lắm. Nếu mình giác thì mình mới tồn tại. Sống nghèo giác vì mình đi trên núi mà. Còn mê là mình đâu có làm gì được đâu. Sống lại. Sống ngày qua ngày. Cho nên cái đó là cái mình sai lầm. Nếu mà mình không có đói ngày nào đó là theo cô nghĩ thấy cũng quý lắm. Tất cả hình tướng đều là giả. Mà giả thì đâu có tồn tại được thời gian. Dạ. Mình ơn nhau là cái gì đây một hơi thở thôi, chứ đâu có gì đâu. Dạ. Dạ. Rồi mình tranh giành với nhau để làm cái mình gì. Mình không có lo nhiều, không có lo tên quá lo gì đó. Thì đạo đi không, loài. Không có lo quá. Người tranh người. Mình thì nói là con người thì không có ai mà không có lo hết trơn á. Nhưng mà không có mình lên núi là phải ưu tiên. Dạ. Chứ là ông Hồng Quân Lão Tổ, chứ là ông tiên trưởng. Mình chỉ niệm Nam Mô Tiên Ông Hồng Quân Lão Tổ. Buồn buồn thì niệm, không buồn là thôi. Chứ đâu ai bắt buộc mình. Bây giờ mình tu tiên, chưa biết mình có phải thành tiên không. Còn nếu mình nín thin mà làm hoài, cũng như mình ngày nào mình đói mình cứ ăn ăn hoài thì tự nhiên nó no. Thì mình niệm ông tiên đó vậy thì có thể sau này ông nhìn thấy mình cũng thấy hợp lý cho mình đi về mấy khỏi tiên, ví dụ vậy. Chứ mình cũng đâu nghĩ là mình tu tiên là thành tiên đâu. Dạ. Mình đâu có biết.
đầu tiên là mình có quy y với một vị nào không? Không có, lên núi là tự nhiên vậy. Lên núi là tự nhiên phát tâm tu tiên. À, mình thấy quy luật tự nhiên. Tu là gì? Là niệm Phật, niệm Phật là tu, đi đứng nằm ngồi niệm Phật tu. Thế mình rớt Phật thì xuống tiên. Mình cũng tính hơi hơi chỗ đó. Thì mấy quý vị mà cái đạo nhân của mình đó, nếu mà giữ trọn vẹn thì cũng là hạnh tiên rồi. Dạ. Yeah. Lên trên này là tránh ma sát đụng chạm, là nó không có gì vui buồn nữa. Tự nhiên rớt Phật thì xuống tiên, mà miệng rớt tiên thì xuống gì? À, cái đó mình cũng không dám nghĩ tới nữa, vì mình theo mấy ông tiên mình cứ là niệm tiên, nhưng mà niệm Phật trước rồi đã. Yêu hơn thì mình còn ở cái chân tiên, còn xui nữa thì xuống nữa. Dạ. Yeah.